Chương một. Giác tỉnh Ta là nữ đế Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Tiên vũ đại lục, bắc vực, nam hoang sơn Lâm Nguyệt khi đột nhiên từ trong mộng thức tỉnh, sắc mặt hốt khoảng nhìn về phía tứ phương Mặc dù chỉ có 10 tuổi, nhưng Lâm Nguyệt khi trổ mã thập phần xinh xắn, màu da oánh bạch như ngọc, giống như tinh xảo sứ oa oa Nhất là một thân trắng như tuyết áo đầm, càng là vì nạn tăng thêm mấy phần phiêu vật khí chất xuất trần. Tại sao những hình ảnh kia mỗi ngày đều xuất hiện ở ta trong mộng, hơn nữa còn vô cùng chân thực. Ta rốt cuộc là người nào, trong mộng cái kia vong tình nữ đế lại là ai? Lâm Nguyệt khi đầu não truyền tới xé rách cảm giác, mặt lộ vẻ thống khổ. Đột nhiên, nàng trong đôi mắt toát ra tinh quang, mặt lộ vẻ kích động. Ta nghĩ ra rồi, ta tất cả đều nghĩ tới. Ta chính là vong tình nữ đế vong tình thiên cung người sáng lập kiếp trước ta bị mấy người kia liên thủ sát hại không thể không chuyển thế luân hồi không nghĩ tới ta lại thành công hơn nữa còn đi tới một ngàn năm sau này ha 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 tịch diệt lão ma linh trí thượng nhân các ngươi không nghĩ tới đi ta vong tình nữ đế lại thật chuyển thế thành công lâm nguyệt khi trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy cùng cái tuổi này không tương xứng dữ tợn trong miệng phát ra kích động tiếng cười nếu lão thiên để cho ta sống lại một đời vậy ta đây một đời nhất định phải đem thái thượng vong tình đạo tu luyện tới đỉnh phong đi đến tiền vô cổ nhân cảnh giới hừ ta vong tình nữ đế đời trước cũng có thể chứng thành đạo đế đời này tất nhiên cũng sắp như thế hơn nữa còn sẽ leo về trước đó chưa từng có cao phong chờ đi ta sớm muộn sẽ trở về đến thời điểm chính là thanh toán thời điểm lúc này lâm nguyệt khi chân mày đột nhiên nhíu một cái không nghĩ tới đời này ta vẫn còn có một người cha thật là phiền toái kiếp trước ta một thân một mình không có chút nào ràng buộc vì vậy mới có thể đem thái thượng vong tình chi đạo tu luyện tới đại thành chi cảnh đời này ta cũng ắt sẽ không ràng buộc nhất là loại này buồn cười thân tình như vậy nhân quả chỉ sẽ trở thành ta chứng trên đường trở ngại ngăn trở đạo của ta người sát kiếp trước như thế kiếp này như thế như thế chặt đức thật sự có nhân quả tâm vô ràng buộc mới có thể chứng thái thượng đại đạo huống chi ngươi chẳng qua là một cái không thể tu luyện phế vật liền ngay cả mình nữ nhân đều từ bỏ ngươi lại có tư cách gì làm ta vong tình nữ đế cha phàm nhân cả đời bất quá trăm năm sớm ngày luân hồi cũng tốt hơn chịu hết người khác xem thường lâm nguyệt khi đã hoàn toàn bình tĩnh lại một tấm tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn băng hàng vô cùng giống như vạn cổ huyền băng ánh mắt của nàng nhìn về phía lâm trường phong ở căn phòng tràn đầy thấu xương sát ý ta đời này cha chỉ hy vọng ngươi đời sau đầu tốt thai đi nam hoang dưới núi lâm trường phong một thân áo xanh đứng chắp tay nhìn về phía cách đó không xa một ông già từ bá ngươi hay là trở về đi thôi nói cho mẫu thân cả đời này ta sẽ không hồi lâm gia ngươi rất lớn tuổi rồi sau này cũng ít chạy vài chuyến từ bá nét mặt già nua vo thành một nắm, gượng cười vẻ. Thiếu gia, chuyện năm đó, cũng không thể chỉ trách gia chủ. Dù sao ai có thể nghĩ đến ngài lại trêu chọc mộ tuyết tiên, hơn nữa. Hơn nữa còn cùng nàng sinh ra một nữ. Chuyện này quá mức không thể tưởng tượng nổi, liền ngay cả gia chủ không biết giữa các ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là sau đó mộ tuyết tiên hạ lệnh, để cho lâm gia tiêu xuống bộ tộc của ngươi phổ mộ tuyết tiên là thái sơ thánh địa thánh nữ lời nói của nàng gia chủ cũng chỉ có thể tuân theo a à. sắc mặt của lâm trường phong lạnh nhạt khẽ lắc đầu một cái nói chuyện năm đó sai ở ta ta cũng cho tới bây giờ không trách cha trong đó chi bí mật ta cũng không tiện nói nhiều ngươi chỉ cần biết ta chưa bao giờ oán hận quá lâm gia cũng không sao mộ tuyết tiên không chỉ là thái sơ thánh địa thánh nữ hơn nữa còn là đệ nhất thiên hạ mỹ nữ chính là Hồng Trần Thiên Tiên Bản ở vào đứng đầu bản nhân vật. Phải nói Lâm Trường Phong làm sao sẽ cùng nạn phát sinh quan hệ, không thể không nói thập phần máu chó. Ước chừng 10 năm trước, mộ tuyết tiên bị thế lực đối nghịch đuổi giết, mặc dù cuối cùng thành công chạy thoát, nhưng lại trúng thần tiên khó giải hợp hoang tán. Vừa vặn Lâm Trường Phong từ nơi đó trải qua, sau đó không có chút nào tu vi Lâm Trường Phong liền bị mộ tuyết tiên bắt vào núi động. Không sai, hắn là như vậy bị buộc, cho đến 10 năm sau hôm nay, hắn đều là mộng trạng thái. Kia ngày sau, cũng không lâu lắm, mộ tuyết tiên liền đem một cái bé gái giao cho hắn, sau đó biến mất vô ảnh vô tung. Cái kia bé gái đó là bọn họ hài tử, tên là Lâm Nguyệt Hy. Nghĩ tới đây, Lâm Trường Phong không nhìn được lộ ra ấm áp nụ cười, nói. Ta sớm đã thành thói quen bây giờ sinh hoạt, bây giờ ta nguyện vọng lớn nhất đó là có thể nhìn Nguyệt Hy không ngừng lớn lên hắn thật là rất thích chính mình nữ nhi, nhất là nghe được Lâm Nguyệt khi kêu phụ thân hắn thời điểm, để cho hắn cảm giác 10 năm qua đều là đáng giá. Thấy vậy, từ bá thở dài một cái, biết khó đi nữa khuyên Lâm Trường Phong, chuyện này chỉ có thể đúng sự thật hướng phu nhân hồi báo. Từ bá sau khi đi, Lâm Trường Phong cũng bắt đầu lên núi. Chỉ thấy dưới chân hắn bước đi như bay, mặt mày kích động. Mười năm rồi. Này tặc lão thiên ước chừng bảy ta mười năm vốn tưởng rằng đạt được hệ thống là có thể lập tức quát phong vân, vô địch hậu thế, ai biết đây nên tử hệ thống như thế này mà hại người. Lâm Trường Phong chính là một cái xuyên việt giả, hơn nữa ở đi tới cái thế giới này sau đó không lâu liền thu được hệ thống. Cho nên cho dù hắn không có võ mạch, không cách nào tu luyện, cũng chưa từng nổi giận. Ai biết hệ thống phát hành nhiệm vụ thứ nhất chính là để cho hắn đi tới nơi này Nam Hoang Sơn, hơn nữa phải ở chỗ này đánh dấu 10 năm ước chừng 10 năm a à. muốn không phải có nữ nhi phụng bội hắn cũng không biết mình có thể hay không kiên trì tiếp mà hôm nay chính là ngày cuối cùng dựa theo hệ thống cách nói chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ sau đó liền có thể thu được kết xù khen thưởng vì vậy nội tâm của lâm trường phong kích động có thể tưởng tượng được ở giữa sườn núi tìm tới một cái ẩn núp sơn động sau lâm trường phong lập tức đi vào ngồi xếp bằng kềm chế kích động đến tâm tình Lâm Trường Phong mặc niệm một tiếng. Đánh dấu. Cùng trước đánh dấu sau không có biến hóa chút nào bất đồng, Lâm Trường Phong chỉ cảm thấy trong đầu phản phất lóe lên một vệt kim quang, ngay sau đó một đạo cơ giới như vậy thanh âm trong đầu vang lên. Đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, sẽ được dưới đây khen thưởng. Đạt được vũ trụ linh khí ba đạo, khả dùng ở tăng lên tu vi võ đạo. Đạt được chí tôn cấp công pháp Thái Thượng Huyền Thiên Công đạt được thất thải thần y một món. Nghe được trong đầu truyền tới thanh âm, Lâm Trường Phong cũng không nhìn được nửa kích động đến nói một tiếng. Được. Nhất là phía sau những thứ kia khen thưởng, tuyệt đối là vô cùng phong phú, rất nhiều thứ Lâm Trường Phong ngay cả nghe cũng chưa nghe nói qua. Bất quá gần nhìn đem giới thiệu, cũng biết tuyệt vật phi phàm. Ba đạo vũ trụ linh khí vào cơ thể, Lâm Trường Phong cảm thấy mình thân thể đang bị nhanh chóng cải tạo hết thảy đều tại triều đến một loại không tì vết vô cấu trạng thái bước vào cùng lúc đó lâm trường phong tu vi cũng đang không ngừng tăng vọt luyện tức cảnh luyện đạo cảnh tố hồn cảnh tố linh cảnh tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả chương 2 cái gì thất thải thần y nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio người thường tu luyện chính là một bước một cái dấu chân nước động thành sông từng bước tăng lên mà đặt ở nơi này Lâm Trường Phong, là là hoàn toàn phá vỡ loại này định luật, hắn tu vi ở lấy một loại không tưởng tượng nổi tốc độ trở nên mạnh mẽ đến. Vũ trụ linh khí lại bị thành làm bản nguyên linh khí, gần đó là trong truyền thuyết đại đế muốn có được một đạo đều là cầu cũng không được, mà Lâm Trường Phong chính là suốt lấy được ba đạo. Một lát sau, Lâm Trường Phong chậm rãi mở hai mắt ra, đáy mắt đã không hề bận tâm. Luyện hóa ba đạo vũ trụ linh khí sau, ngay cả hắn cũng không biết bây giờ mình đạt tới cảnh giới gì hắn chỉ có thể chắc chắn bây giờ mình rất mạnh cực mạnh mười năm đánh dấu một buổi sáng công thành lâm trường phong trong tay xuất hiện một món thất thải sắc y phục thải quan như mộng như ảo mờ mịt vô cùng đây là thượng cổ bí bảo thất thải thần y chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết bảo vật nhẹ khẽ vuốt vuốt cái này thất thải thần y lâm trường phong giống như là nghĩ tới điều gì trên mặt chậm rãi lộ ra nụ cười. Thật là xinh đẹp y phục, nếu như đưa cho Tiểu Nguyệt khi, nàng nhất định sẽ thích vô cùng đi. Tiêu hóa xong toàn bộ khen thưởng sau đó, sắc trời đã sáng choang. Sáng sớm năm hoang trên núi mây mù lượng quanh, phản phất tiên cảnh. Lâm Trường Phong khẽ hô một hơi thở, nhấc chân hướng định núi đi tới. Xa xa liền nhìn thấy một đạo thon nhỏ động lòng người bóng người đang đứng ở nhà lá trước, thần sắc lạnh giá, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Tiểu Nguyệt Hy. Lâm Trường Phong trên mặt tươi cười, vội vàng đi lên phía trước. Này cái nữ nhi cái gì cũng tốt, chính là tính cách quá lạnh quá kiêu ngạo, một điểm này cùng nạn nương rất giống. Nghĩ đến cái kia như vạn cổ huyền băng, nhưng lại phản phất thiên tiên như vậy nữ nhân, nội tâm của Lâm Trường Phong không nhịn được thở dài một cái, thần sắc có chút buồn bã. Ai? Lâm Trường Phong lắc đầu một cái, cưỡng ép đem những ý nghĩ này đuổi ra não hải ngẫu nhiên sắc mặt ôn nhu nhìn mình nữ nhi bây giờ hắn cái gì cũng không nghĩ chỉ muốn phụng bồi tiểu nguyệt khi từ từ lớn lên lâm nguyệt khi cũng nhìn thấy trước mặt lâm trường phong thần sắc có chút hoảng hốt người đàn ông này đó là đã biết một đời cha sao trưởng quả thật cũng không tệ lắm bất quá không có một bộ túi da tốt thì có ích lợi gì tu vi mới là ở trên thế giới này đặt chân gốc trễ ta ở trên người hắn lại không cảm giác được mặt cho tu vi thế nào ba động xem ra quả nhiên là một cái không thể tu luyện phế vật nàng kiếp trước là vong tình nữ đế không muốn vô tình cả đời giết chết người đếm không hết tâm tính đã sớm giống như huyền như sắt thép cứng rắn phạm là nàng thật sự nhận định chuyện cũng sẽ đem hết toàn lực đi hoàn thành ngươi đã kiếp này cùng ta sinh ra nhân quả vậy thì do ta tự mình đưa ngươi vào luân hội đi vong tình đại đạo kiên kỵ nhất đó là tâm có ràng buộc coi như ta không giết ngươi ta những thứ kia cừu gia một khi tính ra giữa chúng ta nhân quả, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Tuy nhiên đã làm ra quyết định, bất quá Lâm Nguyệt khi cũng không có lập tức động thủ, bởi vì nàng bây giờ còn không có bất kỳ tu vi nào. Chỉ chờ nàng hơi chút khôi phục một ít tu vi, đó là nàng lúc động thủ. Thấy Lâm Nguyệt khi ở ngẩn ra, Lâm Trường Phong sinh lòng triều mến, không nhịn được sợ một cái đầu nàng. Hắn đối Lâm Nguyệt Khi một mực có chút ấy nấy, bởi vì tự nàng lúc mới sinh ra lên, liền chưa từng cảm thụ tình thương của mẹ, một điểm này nhắc tới cũng có hắn trách nhiệm. Bất quá trọng yếu nhất hay lại là Lâm Nguyệt khi có một vô tình mẫu thân. Ai, thật là nhẫn tâm nữ nhân, vứt bỏ ta thì coi như xong đi, liền chúng ta đáng yêu như thế nữ nhi cũng phải vứt bỏ. Bên này Lâm Trường Phong ở ăn năn hối hận, bên kia Lâm Nguyệt khi là là hoàn toàn ngây ngẩn. Nàng lại bị người sờ vuốt rồi đầu, hơn nữa còn là vuốt ve cái loại này nàng là ai nàng kiếp trước nhưng là vong tình nữ đế đứng ở trên đỉnh thế giới đế cảnh cường giả đừng nói là bị người tìm ra manh mối một loại nam nhân liền cũng không dám nhìn nàng liếc mắt mà bây giờ một cái không có bất kỳ tu vi nào nam tử lại cho nàng tới một cái vò đầu sát cái này làm cho nàng làm sao có thể tiếp nhận coi như người đàn ông này là nàng đời này cha cũng không được trong lòng lâm nguyệt khi nhất thời dân lên một cơn tức giận kèm theo còn có lạnh lùng sát ý. Bất quá nàng chưa kịp phát tiết, Lâm Trường Phong ấm áp thanh âm lần nữa truyền tới. Tiểu Nguyệt Khi, ta mang cho ngươi một món bảo vật, muốn không muốn xem thử xem. Nghe vậy, trong lòng Lâm Nguyệt Khi khinh thường cười lạnh. Bảo vật. Ngươi không có một người sửa là người bình thường vừa có thể xuất ra bảo vật gì. Nàng kiếp trước là đế cảnh cường giả, đứng ở trên đỉnh thế giới tồn tại, bảo vật gì không có bái kiến liền ngay cả này bị vô số cường giả kính như chí bảo đồ vật nàng đều khí nếu tệ lý liền liếc mắt nhìn cũng nhàn lãng phí thời gian dưới cái nhìn của nàng lâm trường phong lời muốn nói bảo vật cũng chỉ là ở hắn trong mắt mình có thể tính làm bảo vật thôi không có chú ý tới lâm nguyệt khi phản ứng lâm trường phong tự mình lấy ra một món y phục y phục toàn thân có thất thải vẽ nhất là ở ánh mặt trời chiếu bên dưới mỹ lệ cực kỳ cái gì cũng chỉ là một bộ quần áo lâm nguyệt khi nhất thời giận dữ vốn tưởng rằng lâm trường phong coi như không cầm ra cái gì trân bảo hiếm thế cũng sẽ xuất ra một món đối bây giờ nàng có dùng cái gì không nghĩ tới cũng chỉ là một bộ quần áo mặc dù bộ quần áo này nhìn rất là đẹp mắt nhưng nàng cũng không giống như phổ thông tiểu hài sẽ thích này chủng hoa bên trong hồ tiếu đồ vật này qua loa lấy lệ nhân thái độ cũng quá rõ ràng rồi hả lâm nguyệt khi mới vừa muốn cự tuyệt Lâm Trường Phong cũng đã đem y phục đưa lên. Chỉ thấy Lâm Trường Phong nửa ngồi chậm hổng dưới đất, sắc mặt ôn hòa, liền muốn đem món đó thất thải sắc y phục cho Lâm Nguyệt khi mặc vào. Hắc hắc, đây chính là cái thứ tốt a, à, hình như là tên gì thất thải thần y tới, ta cũng chưa từng nghe qua. Tiểu Nguyệt khi mặc vào bộ quần áo này, nhất định sẽ rất đẹp mắt. Thất thải thần y. Lâm Nguyệt khi chỉ cảm thấy danh tự này tự hồ là có chút quen thuộc. Đột nhiên, Lâm Nguyệt Khi giống như là nghĩ tới điều gì, đồng tử co rụt lại, nội tâm không nhìn được kinh hô. Chẳng lẽ là món đó thất thải thần y? Lần nữa nghiêm túc nhìn, Lâm Nguyệt Khi quả nhiên phát hiện cái này quần áo chỗ bất đồng. Nhất là lấy nàng kiếp trước ánh mắt đến xem, bộ quần áo này phản phất là do hoa văn đại đạo hàng dệt bằng máy mà thành, từng luồng đạo vận ở trong đó không ngừng chảy xuôi. Lâm Nguyệt Khi hô hấp không nhịn được hơi chậm lại, trong lòng dao động sợ tới cực điểm lại thật là trong truyền thuyết món đó thất thải thần y thất thải thần y chính là dùng chân hoàng chi vũ luyện tạo mà thành lại sáp nhập vào thế giới chi tinh chính là thượng cổ thời kỳ trong truyền thuyết một món đỉnh cấp chí bảo gần đó là lấy lâm nguyệt khi kiếp trước đế cảnh cường giả thực lực cũng chỉ là nghe nói qua cái này trong tin đồn thất thải thần y mà thôi nếu như kiếp trước nạn có thể nắm giữ món chí bảo này cũng sẽ không bị mấy người khác liên thủ ép chuyển thế luân hồi rồi thất thải thần y không chỉ là phòng ngự chí bảo hơn nữa còn có thể phụ trợ tu luyện có thể nói một khi thất thải thần y hiện thế tin tức truyền đi tuyệt đối sẽ có vô số cường giả chen chúc tới thậm chí đánh thiên hôn địa ám loại này đỉnh cấp chí bảo không có ai sẽ không động tâm mà bây giờ một món đồ như vậy trong truyền thuyết bảo vật dĩ nhiên cũng làm bày ở trước mặt nàng trong lòng lâm nguyệt khi hoảng hốt trong lúc nhất thời lại có nhiều chút ngây ngẩn tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả chương 3 muốn ta cởi sạch nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio lâm trường phong đưa tay ở lâm nguyệt khi trước mắt quơ quơ phát hiện lâm nguyệt khi vẫn ngẩn ra không có phản ứng còn tưởng rằng nàng không thích món đồ này vì vậy than thầm một tiếng nói chẳng nhẽ tiểu nguyệt khi ngươi không thích bộ quần áo này sao vừa nói lâm trường phong liền muốn đem thất thải thần y thu trong lòng còn nghĩ kết quả thứ gì mới khả năng hấp dẫn Tiểu Nguyệt khi sự chú ý. Đang lúc này, một cái trắng như tuyết tay nhỏ đột nhiên đưa ra ngoài, nhanh chóng đem thất thải thần y đoạt trở về. Ta thích. Lâm Nguyệt khi liền vội vàng nói. Cảm nhận được trong tay rỗng tuyết, Lâm Trường Phong ngạc nhiên, ngay sau đó ôn hòa cười một tiếng. Thích liền có thể, thích liền có thể, bộ quần áo này vốn chính là muốn tặng cho ngươi lâm nguyệt khi câu một cái dễ thương chân mày có chút không hiểu hỏi đưa cho ta tại sao phải đưa cho ta ây lâm trường phong cười khanh khách cảm thấy hôm nay lâm nguyệt khi có chút kỳ quái bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều chỉ cảm thấy này là tiểu hài tử thiên tính. bởi vì ngươi là ta nữ nhi a à, cha đưa cho nữ nhi đồ vật chẳng nhẽ không phải thiên kinh địa nghĩa sao sắc mặt của lâm trường phong ôn hòa lần nữa đưa tay sờ một cái lâm nguyệt khi đầu nhỏ nữ nhi. Lâm Nguyệt khi cả người cứng đờ, lại không có phản kháng, chỉ là trong mắt xuất hiện một tia mờ mịt. Nàng kiếp trước chính là cô nhi, từ nhớ lại liền một cá nhân tu luyện, không biết đạo kinh trải qua rồi bao nhiêu gặp trắc trở. Trong giới tu hành biết bao nguy hiểm phức tạp sự tình nạn đều trải qua, nhưng nàng tất cả đều gắn gượng vượt qua, hơn nữa từng bước một trở nên mạnh mẽ. Nhiều năm trước tới nay trải qua nói cho nàng biết, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí muốn muốn lấy được thì nhất định phải đi dựa vào chính mình tranh thủ. Vì vậy nàng cho tới nay đều là độc lai độc vãng, một thân một mình, cuối cùng chứng đạo đại đạo. Mà bây giờ Lâm Trường Phong chỉ là bởi vì nữ nhi tiếng xưng hô này, liền đem trong truyền thuyết thất thải thần y đưa cho mình. Cái này tự nhiên để cho nàng trong lúc nhất thời khó tin. Dưới cái nhìn của nàng, loại bảo vật này không phải hẳn chỉ có thể tự nắm giữ, ai đều không thể cho sao? Không đúng nếu như Lâm Trường Phong biết thất thải thần y quý trọng, nhất định sẽ không đưa nó đưa cho mình. Hắn hiển nhiên không biết thất thải thần y quý trọng chỗ, chỉ là đem coi thành quần áo thông thường, cho nên mới dứt khoát như vậy đưa cho mình. Không sai, nhất định là như vậy. Hắn chẳng qua chỉ là chính là một cái phạm nhân, lại làm sao có thể nhìn ra thất thải thần y quý báu chỗ. Lâm Nguyệt Khi trong mắt vẻ mê mang biến mất không thấy gì nữa, dần dần khôi phục nguyên lai lạnh giá kiên định. Hừ, buồn cười thân tình, cũng chỉ có phạm nhân mới đi quan tâm những thứ này. Ở trước mặt đại đạo, cảm tình chỉ là một trò cười. Nghĩ như thế, Lâm Nguyệt khi cảm giác ý nghĩ quả nhiên thông suốt rất nhiều rồi, nàng đạo tâm cũng tiến một bước trở nên càng thêm kiên định. Chỉ là, nàng lại nhiều hơn một phần đối lâm trường phong hiếu kỳ. Khi bộ quần áo, ngươi là từ nơi nào lấy được? Lâm Nguyệt khi chần chờ nói. À, Ngươi nói cái này thất thải sắc quần áo sao? Hả, đây là ta tại hậu sơn trong một cái sơn động không cẩn thận phát hiện. Lâm Trường Phong sờ lỗ mũi một cái, trả lời. Nghe vậy, Lâm Nguyệt Hy kỳ quái nhìn hắn một cái, đối với Lâm Trường Phong trả lời, nàng tự nhiên là không tin tưởng, bất quá cũng không nói gì nữa. Sau đó, đó là nhỏ máu nhận chủ rồi. Lâm Nguyệt Hy đưa ra một cây khiết bạch như ngọc ngón tay, sau đó nhẹ nhàng cắn bể giữa ngón tay từng giọt đỏ thẳm máu tươi liền nhỏ giọt xuống. Máu tươi rơi vào thất thải thần y bên trên, từng đạo màu sắc rực rỡ quan mang đột nhiên từ trên y phục dâng lên. Chỉ là ngắn mũi hai cái hô hấp thời gian, cái này thất thải sắc quan mang liền thẳng bay đến chân trời, bao phủ ở rồi toàn bộ Nam Hoang Sơn. May mắn nơi này chính là bắc vực cực kỳ hẻo lánh nơi, không có ai thấy, nếu không tuyệt đối sẽ hấp dẫn tới không biết bao nhiêu lão quái vật. Chỉ chốc lát sau, nhận chủ xong thất thải thần y hóa thành một đạo quang mang dung nhập vào Lâm Nguyệt Khi trong cơ thể. Cùng trước so sánh, trên người Lâm Nguyệt Khi nhiều hơn một loại không dính khói bụi trần gian khí tức, mặc dù tuổi tác còn nhỏ, nhưng cũng đã là tuyệt đỉnh mỹ nhân bại hoại. Không tệ. Lâm Trường Phong hài lòng gật đầu một cái. Người thường 10 tuổi liền bắt đầu giác tỉnh võ mạch, tiến hành tu luyện. Ngươi năm nay mới vừa tròn 10 tuổi, qua mấy ngày ta liền vì ngươi giác tỉnh võ mạch, cho người chính thức bước lên con đường tu luyện. Lâm Nguyệt khi gật đầu một cái. Được. Nàng kiếp trước bởi vì không có ai dẫn dắt, vì vậy cho đến 14 tuổi mới bước vào con đường tu luyện, khởi bước so với người khác chậm vài năm. Bây giờ sống lại một đời, hết thảy tự nhiên cũng phải dựa theo tốt nhất quỹ tích tiến hành, một điểm này, đang cùng nàng ý. Nhìn Lâm Nguyệt khi tiến vào phòng nghỉ ngơi, Lâm Trường Phong nhéo càm, trong ánh mắt lóe lên vẻ trầm tư giác tỉnh võ mạch rất đơn giản bất quá một ít đỉnh cấp thế lực cũng sẽ ở giác tỉnh trong quá trình nhân cơ hội vì dị năng giả đánh hạ võ đạo chi cơ nghe nói rất nhiều thế lực lớn truyền nhân ở võ mạch giác tỉnh song sau là có thể trực tiếp bước vào luyện đạo cảnh tiết kiệm được mấy năm khổ tu thân là ta lâm trường phong nữ nhi tự nhiên hết thảy đều phải hưởng thụ tốt nhất ánh mắt của lâm trường phong lóe lên nội tâm đang không ngừng hợp lại vừa vặn có thật nhiều hệ thống khen thưởng đỉnh cấp thiên tài địa bảo, những đồ chơi này hắn cũng không cần, không bằng sẽ dùng những thứ này vì lâm nguyệt khi đánh hạ võ đạo chi cơ. Bất quá trừ lần đó ra, còn cần một ít phụ tài. Nghĩ tới đây, ánh mắt của lâm trường phong hướng về rồi nam hoang sơn phía bắc. Nơi đó là một mảnh thương mang sơn mạch. Chính là trên đại lục nổi danh đất nguy hiểm, bắc hoang sơn mạch. Nghe nói nơi đó có mấy vị tu vi thông thiên yêu hoàng, ta đi tìm bọn họ muốn mấy giọt tinh huyết, bọn họ cũng sẽ không cự tuyệt đi. Lâm Trường Phong trên mặt lộ ra không có hảo ý nụ cười. Sau đó mấy ngày bên trong, để cho cả tòa đại lục cũng nghe tin đã sợ mất mật bắt hoang sơn mạch bên trong thỉnh thoảng truyền tới trận trận tiếng đánh nhau. Trong đó còn kèm theo từng đạo thê thảm bi thương kêu gào, nghe cũng làm người ta cả người phát run. Đông đảo vòng ngoài tiểu yêu bị dọa sợ đến run lẩy bẩy, phản phất trời sập. Ba ngày sau, Lâm Trường Phong xuất hiện lần nữa ở Nam Hoang trên núi. Trong tay hắn nhiều mấy bình ngọc, bên trong đến từng giọt đỏ thẫm tinh huyết, mỗi một giọt tinh huyết cũng tản ra ngút trời như vậy khí tức kinh khủng. Thật là đủ keo kiệt, không phải là các ngươi phải mấy giọt tinh huyết ấy ư, lại không phải muốn các ngươi mạng già. Cuối cùng còn phải ép ta tự mình động thủ. Nhìn mình, chiến lợi phẩm, Lâm Trường Phong trên mặt không nhìn được lộ ra nụ cười. Cuối cùng là gặp đủ nhiều như vậy thiên tài địa bảo hơn nữa yêu hoàng tinh huyết phụ trợ không biết tiểu nguyệt khi cuối cùng có thể đạt đến tới trình độ nào sau đó lâm trường phong tìm một gian không chút tạp chất nhà sau đó lấy ra một cái đại đỉnh vô số đỉnh cấp thiên tài địa bảo còn có mấy chai yêu hoàng tinh huyết đều bị hắn một tia ý thức bỏ vào trong đó lâm nguyệt khi cũng bị bên này động tỉnh hấp dẫn không tự chủ được đi tới khi thấy bên trong chiếc đỉnh lớn ực ực bọt khí lúc nhất thời không nhịn được trận to cặp mắt, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhất. Lâm Trường Phong xoa xoa trên trán mồ hôi, xoay người nói một câu. Tiểu Nguyệt Khi, còn đứng ngay ở đó làm gì? Còn không nhanh lên cởi hết quần áo, nằm đi vào. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 4 Võ Mạch Giác Tỉnh Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Nghe vậy, Lâm Nguyệt Khi nhất thời sững sờ, trong đầu trống rỗng cởi cởi hết quần áo lại có người dám để cho nàng cởi hết quần áo trong lúc nhất thời lâm nguyệt khi lại có nhiều chút không có phản ứng kịp nàng là người nào kiếp trước nàng chính là đại đế cấp bậc cường giả sừng sững ở thế giới đỉnh ngay cả nhìn cũng không có người nào dám liếc nhìn nàng một cái huống chi là nói ra để cho nàng cởi hết quần áo loại này khinh bạc lời nói nếu như nàng tu vi vẫn còn đã sớm nhất niệm chi gian sẽ để cho nói ra lời nói này nhân hồn bay phách giải tán. Cho dù người này là nạn đời này cha. Đáng tiếc bây giờ nạn chỉ là một không có bất kỳ tu vi nào cô bé, mà không phải kiếp trước cái kia vô địch hậu thế vong tình nữ đế. Đối mặt Lâm Trường Phong lần này dưới cái nhìn của nàng cực kỳ khinh bạc lời nói, căn bản không có năng lực làm. Chẳng nhẽ bản đế thật muốn bị một người nam tử xem hết trơn thân thể. Nghĩ tới đây, Lâm Nguyệt khi kinh sợ một hồi dù sao, bây giờ nàng chỉ là một 10 tuổi cô bé mà thôi. Không được. Tuyệt đối không được. Bản đế cả đời thủ thân như ngọc, nếu như cứ như vậy bị dễ dàng thấy hết thân thể, sau này còn như thế nào chuyên tu thái thượng vong tình chi đạo? Nội tâm của Lâm Nguyệt khi đột nhiên dâng lên kháng cự ý, thậm chí mơ hồ có chừng mấy loại ý tưởng. Lúc này, Lâm Trường Phong đã đem trúc cơ linh dịch phối trí xong rồi suốt một đại đỉnh thiên tài địa bảo đã hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, biến thành tinh thuần nhất linh dịch. Phía trên chiếc đỉnh lớn, hiện lên từng đạo hòa hợp linh khí, còn có đạo đạo yêu thú hư ảnh ẩn hiện. Đây tuyệt đối là thiên hạ cao cấp nhất một đỉnh đại dược. Đang muốn thúc giục Lâm Nguyệt khi vội vàng cởi hết quần áo, sau đó nằm đi vào. Lâm Trường Phong lại phát hiện Lâm Nguyệt khi một tấm tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu thành một đoàn, tựa hồ cực kỳ không được tự nhiên. Lâm Trường Phong nhất thời lộ ra bừng tỉnh đại ngộ vẻ, vỗ tráng một cái, sau đó cười lắc đầu một cái. Là vì phụ sơ sót. Tiểu Nguyệt khi bây giờ cũng đã 10 tuổi rồi, có ý nghĩ của mình. Cũng được, ta liền đi ra ngoài trước, tiếp theo hết thảy đều giao cho ngươi. Nói xong, Lâm Trường Phong liền bước đi ra ngoài, thần sắc giữa hơi lộ ra buồn bã, tự như ở cảm khái nữ nhi rốt cuộc trưởng thành. Cho đến nghe tiếng đóng cửa âm, Lâm Nguyệt khi lúc này mới hoàn toàn yên tâm lại. Hừ, cũng còn khá ngươi tương đối tự biết mình, nếu không bản nữ đế nhất định sẽ cùng ngươi lưỡng bại câu thương. Âm thầm nảy sinh ác độc sau đó, Lâm Nguyệt khi lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía kia một đỉnh linh dịch. Nhất là phía trên kia ẩn hiện từng đạo yêu thú hư ảnh, đưa tới Lâm Nguyệt khi chú ý. Phong lôi hống, cửu u tước, màng hoàng lôi ngưu. tệ trong này lại dung hợp không chỉ một vị đỉnh cấp yêu hoàng tinh huyết lâm nguyệt khi trận tròn cặp mắt tựa hồ là phát hiện cái gì không tưởng tượng nổi sự tình nhiều như vậy loại yêu hoàng tinh huyết hắn là từ nơi nào lấy được lâm nguyệt khi trong đầu hiện lên cái vấn đề này phải biết yêu hoàng chính là yêu tộc trung nhân vật hàng đầu đứng sau trong truyền thuyết yêu đế gần đó là nàng kiếp trước muốn hoàn toàn hàng phục một vị yêu hoàng đều phải bỏ phí không nhỏ khí lực yêu hoàng tinh huyết loại bảo vật này, coi như đối với kiếp trước nàng mà nói, cũng cực kỳ quý báu. Hơn nữa đỉnh kia linh dịch bên trong, còn dung hợp không chỉ một loại đỉnh cấp thiên tài địa bảo, trong đó mấy loại bảo vật tên, ngay cả nàng cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi. Những thứ này cũng là một cái phạm nhân có thể có được. Lâm Nguyệt Khi dĩ nhiên là không tin. Sau đó, Lâm Nguyệt Khi vứt đi trong đầu những ý tưởng kia, vô cùng phấn chấn. Đỉnh kia đại dược dung hợp quá đa bảo vật, coi như trợ giúp cường giả cấp cao nhất phá cảnh cũng hoàn toàn đủ rồi, huống chi là dùng để trúc cơ. Nếu như lợi dụng được lời nói, nói không chừng vẫn có thể trợ giúp chính mình giác tỉnh cao cấp nhất võ mạch. Như thế xem ra, muốn vượt qua kiếp trước cũng chẳng qua là vấn đề thời gian. Nghĩ tới đây, Lâm Nguyệt khi cởi ra quần dài, sau đó nằm vào bên trong chiếc đỉnh lớn. Không có bất kỳ chỗ đâu có chỉ là vô cùng cảm giác thư thích thấy giờ khắc này bên trong đỉnh sức thuốc giống như là tìm được một cái tuyên tiết khẩu một dạng điên cuồng tràn vào lâm nguyệt khi trong cơ thể lâm nguyệt khi không nhịn được phát ra một tiếng thoải mái đầy than đang lúc này một đạo băng lam sắc quan mang từ đỉnh đầu của lâm nguyệt khi bên trên tản ra băng lam sắc quan mang đến mức hết thảy đều hóa thành băng xương ngay cả không khí đều bắt đầu ngưng động trong lúc nhất thời một đạo cực mạnh khí lạnh lấy lâm nguyệt khi làm trung tâm hướng bốn phía tản mát ra, bắt đầu đông hết thảy. Mà đỉnh đầu của lâm nguyệt khi bên trên, cũng hiện lên một cái màu băng lam phượng hoàng hư ảnh. Hết thảy các thứ này, lâm nguyệt khi cũng không biết. Ngoài nhà, đang tỉnh tọa trung lâm trường phong đột nhiên cảm thấy một cổ lạnh giá khí lạnh đến tận xương từ phía sau lưng đánh tới. Lâm trường phong không nhịn được trung rẩy một chút, thoáng vận chuyển công pháp, này mới khôi phục như cũ thật là mạnh khí lạnh lâm trường phong xoay người nhìn lại trên người lâm nguyệt khi phát sinh hết thảy tất cả đều đập vào mắt đấy không nghĩ tới nhanh như vậy liền thức tỉnh võ mạch ồ lại còn là cấp cao nhất tiên phẩm võ mạch băng tuyết thần hoàng chặt chặt thật không hổ là cao cấp nhất một đỉnh đại dược quả nhiên sức thuốc phi phàm không đúng rõ ràng là ta lâm trường phong nữ nhi thiên tư cực cao cùng chính là một đỉnh dược lại có quan hệ gì lâm trường phong hài lòng cười một tiếng nội tâm cảm thấy từ trong thâm tâm hoan hỉ ở trên thế giới này võ mạch gần như quyết định một cá nhân tu luyện thiên phú từ thấp đến cao theo thứ tự vì phàm phẩm hoàng phẩm huyền phẩm địa phẩm thiên phẩm tiên phẩm tiên phẩm võ mạch đã là cấp cao nhất võ mạch mà băng tuyết thần hoàng càng là tiên phẩm võ mạch trung cấp cao nhất tồn tại lâm trường phong làm thời điểm tiến hành qua võ mạch giác tỉnh bất quá hắn lại không có giác tỉnh bất kỳ võ mạch nói cách khác liền cấp thấp nhất phàm phẩm cũng không phải mặc dù nói bây giờ lâm trường phong cũng không thèm để ý những thứ này nhưng không có võ mạch một chuyện một mực để cho lâm trường phong cảm thấy rất là tiếc nuối bây giờ nữ nhi thức tỉnh cấp cao nhất tiên phẩm võ mạch cũng coi là đền bù lâm trường phong này một tiếc nuối mắt thấy khí lạnh khuếch tán phạm vi càng ngày càng lớn Lâm Trường Phong không nhìn được nhíu mày một cái. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng phất phất tay, khí lạnh khuếch tán nhất thời bị khống chế ở một cái trong phạm vi nhỏ, cũng không còn cách nào hướng chung quanh lan tràn đi ra ngoài. Làm xong hết thảy các thứ này, Lâm Trường Phong không nhìn được hài lòng gật đầu một cái, sau đó đem sự chú ý toàn bộ đặt ở trên người Lâm Nguyệt Khi. Cứ như vậy, sẽ không sợ nơi này gì tượng bị bên ngoài nhân phát hiện. Tuy nói bây giờ ta cũng không sợ những người đó, bất quá con người của ta sợ nhất phiền toái võ mạch sau khi giác tỉnh trên người lâm nguyệt khi biến hóa cũng không có đình chỉ chỉ thấy nàng tu vi lại bắt đầu đang không ngừng đột phá luyện tức cảnh một tầng tầng hai luyện đạo cảnh một tầng tầng hai bên trong đỉnh linh dịch sức thuốc thật sự là quá bàn bạc rồi không chỉ có giúp lâm nguyệt khi thức tỉnh tiên phẩm võ mạch vì nàng đánh hạ kiên cố võ đạo chi cơ hơn nữa còn trợ giúp Lâm Nguyệt khi tăng lên tu vi, để cho nàng so sánh với những người khác ở lúc trội hàng bắt đầu bên trên. Cuối cùng, cho đến Lâm Nguyệt khi đột phá tu vi đến tố hồn cảnh, mới chậm rãi dừng lại. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 5 Vong tình thiên công Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Bên trong chiếc đỉnh lớn, Lâm Nguyệt khi chậm rãi mở hai mắt ra. Làm cảm nhận được tự thân biến hóa lúc lâm nguyệt khi đáy mắt không khỏi thoáng qua một đạo vẽ vui thích ta lại thật thức tỉnh tiên phẩm võ mạch nàng kiếp trước giác tỉnh cũng là tiên phẩm võ mạch chỉ bất quá nhưng là ngụy tiên phẩm võ mạch cùng chân chính tiên phẩm võ mạch so với kém quá nhiều dù vậy nàng bằng vào kinh người ý chí vẫn từng bước từng bước trở thành đế cảnh cường giả đời này có chân chính tiên phẩm võ mạch trợ giúp nàng có lòng tin tuyệt đối có thể vượt qua kiếp trước chỉ chốc lát Lâm Trường Phong cũng đẩy cửa tiến vào, lúc này Lâm Nguyệt Khi đã mặc quần áo xong. "Thật tốt, thật không hổ là ta Lâm Trường Phong nữ nhi, quả nhiên hổ phụ không sinh khuyển nữ a." À. Lâm Trường Phong mặt nở nụ cười, vỗ tay nói. "Trước ở Lâm gia thời điểm, những người đó chung quy là cười nhạo ta là không có võ mạch phế vật. Bây giờ ta nữ nhi thức tỉnh trong truyền thuyết tiên phẩm võ mạch, ngược lại ta muốn nhìn một chút còn ai dám coi thường đến đâu ta." Nghe vậy, Lâm Nguyệt Khi không nhịn được liếc mắt, bản nữ đế thức tỉnh tiên phẩm võ mạch có quan hệ gì với ngươi? Bất quá vừa nghĩ tới kia một đỉnh đại dược, trong lòng Lâm Nguyệt Khi liền không nhịn được hơi nghi hoặc một chút. Hắn chẳng qua là một người bình thường phạm nhân, lại là như thế nào lấy được cái nào thiên tài địa bảo? Bây giờ lần nữa nhìn về phía Lâm Trường Phong, ở trong mắt Lâm Nguyệt Khi, hắn vẫn là một cái không có bất kỳ tu vi nào nhân. Nhưng Lâm Nguyệt Khi trong tiềm thức cảm giác, hắn người phụ thân này có lẽ không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Rốt cuộc, không kềm chế được nghi ngờ trong lòng, Lâm Nguyệt khi không nhìn được hỏi. Khi một đỉnh đại dược rốt cuộc là từ nơi nào lấy được? Đối mặt nữ nhi nghi vấn, Lâm Trường Phong ho nhẹ mấy tiếng, theo rồi nói ra. Ê! Thực ra những thứ đó có một bộ phận là ta từ trên đường nhặt, còn có một ít là hỏi người khác muốn. Cái gì? Nhặt. Hỏi người khác muốn. Lâm Nguyệt Khi chỉ cảm thấy hô hấp hơi chậm lại, tức thiếu chút nữa không nói ra lời. Những thứ kia đều là cao cấp nhất thiên tài địa bảo được rồi. Nếu như tùy tùy tiện tiện là có thể nhặt được, những thứ kia cường giả cấp cao nhất còn bế quan khổ tu cái gì tinh thần sức lực, đã sớm đầy phố đi tìm. Về phần kia mấy loại yêu hoàng tinh huyết, gần đó là kiếp trước nàng cũng rất là coi trọng. Người có thể hỏi ai muốn? Chẳng lẽ còn có thể tìm mấy vị kia đỉnh cấp yêu hoàng hỏi bọn hắn muốn tinh huyết à những tên kia cũng đều là tánh khí nóng nảy chủ tùy tiện trừng ngươi liếc mắt cũng có thể làm cho ngươi hình thần câu gì coi như ngươi thật sự coi ta là rồi cô bé cũng không thể dùng như vậy nông cạn nói dối tới lừa dối ta đi nghĩ tới đây lâm nguyệt khi hận nghiến răng nghiến lợi không có chú ý tới lâm nguyệt khi phản ứng lâm trường phong tạp ba lại miệng tiếp tục tận tình khuyên bảo nói nữ nhi a à, ngươi nhất định phải nhớ trên cái thế giới này chung quy có một ít nhân, không đúng, là một ít yêu, không có dễ nói chuyện như vậy. Một ít người, hẹp hòi rất. Muốn không phải vì phụ ta còn đoán có có chút tài năng, bây giờ đã trở thành phân bón rồi. Cho nên nói nữ nhi ngươi nhất định phải nghiêm túc tu luyện, không thể lười biếng, thực lực mới là ở trên thế giới này đặt chân gốc trễ a. À. Lâm Trường Phong liên tiếp nghiêm nghị, hóa thành nghiêm phụ, dặn đi dặn lại dạy bảo nói. Hắn thấy nữ nhi cũng coi là bước vào con đường tu luyện rồi, thân là một tên hợp cách cha, nhất định phải hướng nữ nhi nói rõ ràng thế gian hiểm ác. Nhất là muốn cho nữ nhi ý thức được tu luyện tầm quan trọng. Cho tới nay, ở trong lòng Lâm Trường Phong, Lâm Nguyệt Khi vẫn luôn là cái kia đơn thuần vô cùng, lại có chút cao ngạo cô bé. Chẳng biết tại sao, nghe được Lâm Trường Phong lời nói này, trong lòng Lâm Nguyệt Khi đúng là không nhịn được khẽ rung lên nàng là thật từ lâm trường phong trong lời nói cảm nhận được cái loại này đối với chính mình vô tư cha thương loại cảm giác này là kiếp trước và kiếp này cho tới bây giờ không có thể nghiệm qua đây chính là cái gọi là tình sao lại để cho ta đạo tâm cũng sinh ra một tia ba động nhất định là bởi vì ta đời này cùng hắn huyết mạch liên kết cho nên mới có loại cảm giác này chờ ta chính thức bắt đầu tu luyện vong tình một đạo thời điểm nhất định có thể đủ bỏ ra những thứ này sẽ không còn có loại này để cho ta đạo tâm ba động cảm giác. Lâm Nguyệt khi hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống nội tâm ba động. Chỉ là ở trong mắt nàng, chính hắn một cha nhưng là lộ ra càng phát ra thần bí. Lúc này, Lâm Trường Phong đột nhiên che trán cười một tiếng nói. Thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi bây giờ như là đã chính thức bước vào tu luyện rồi một đường, như vậy thì hẳn lựa chọn một môn công pháp bắt đầu tu luyện. Chỗ này của ta vừa vặn có một môn công pháp, hẳn coi như không tệ, người có muốn thử một chút hay không? Nghe vậy, Lâm Nguyệt khi lạnh băng băng nói. Không cần, ta đã có tu luyện rồi công pháp. Nàng kiếp trước tu luyện công pháp chính là tự nghĩ ra vong tình thiên công, đây chính là một môn có thể tu luyện tới đại đế công pháp. Lâm Nguyệt khi cự tuyệt thái độ rất kiên quyết, dưới cái nhìn của nàng, mặc dù Lâm Trường Phong có chút thần bí, nhưng nàng lại không cho là Lâm Trường Phong có thể cầm ra siêu việt vong tình thiên công công pháp, "Hả, ngươi đã có tu luyện rồi công pháp?" "Nhanh đến nói một chút là kia môn công pháp." Lâm Trường Phong nhướng mày một cái, liền bận rộn hỏi. Hắn chính là biết, một ít thiên tư cao tuyệt hạng người, ở võ mạch giác tỉnh thời điểm, cũng sẽ ở phía trên thiên thụ dư một ít thích hợp công pháp. Loại tình huống này được gọi là thiên thụ. Dưới cái nhìn của nàng, lấy Lâm Nguyệt khi tư chất, rất có thể sẽ trở thành thiên thụ người hán đảo không lo lắng loại công pháp này có vấn đề chỉ là sợ hãi lâm nguyệt khi tuổi tác còn nhỏ có thể sẽ đi sai đường nghe được lâm trường phong hỏi đến công pháp vấn đề khóe miệng của lâm nguyệt khi có chút nhếch lên lộ ra cực kỳ kiêu ngạo ta tu luyện công pháp tên là vong tình thiên công không biết ngươi có nghe nói hay không quá vong tình thiên công lâm trường phong rù rì nói dù cho ta từ nhỏ đọc thuộc đủ loại sách vở cũng chưa có nghe nói qua môn công pháp này. Lâm Nguyệt khi càng thêm tự đắc, môn công pháp này chính là nạn tự nghĩ ra mà thành, chưa bao giờ truyền ra ngoài. Những cái được gọi là thiên thủ công pháp, cùng nàng tự nghĩ ra vong tình thiên công so sánh, nhất định chính là đống cặn bã, song phương căn bản không cùng đẳng cấp bên trên. Lâm Trường Phong cúi đầu cau mày, lắc đầu nói. Người môn công pháp này phẩm cấp khả năng không thấp, bất quá danh tự này lại là có chút không quá thích hợp ngươi. Vong tình. Vong tình, còn nhỏ tuổi, tu luyện loại công pháp này làm gì? Ta cũng không muốn ngươi trở nên giống như mẹ ngươi như vậy, lạnh băng băng, không có một chút nhân tình vị. Cái gì? Ngươi lại dám nói ta tự nghĩ ra công pháp không được. Trong lòng Lâm Nguyệt khi nhất thời giận dữ. Nhưng mà, nàng chưa kịp nổi giận, chỉ thấy Lâm Trường Phong ung dung thông thả từ trong cửa tay áo lấy ra một mai ngọc giảng. Trong này ghi lại một môn công pháp, tên là thái thượng huyền thiên công còn giống như là cái gì chí tôn cấp công pháp ngươi lại tới xem một chút có thể hay không có thể so với cái gì đó vong tình thiên công nói ra lời nói này thời điểm lâm trường phong có thể nói là tự tin vô cùng đây chính là hệ thống khen thưởng công pháp tuyệt đối là vượt xa cái thế giới này hiện hữu công pháp hắn tin tưởng chỉ cần tiểu nguyệt khi nhìn môn công pháp này tuyệt đối sẽ buông tha cái gì đó vong tình thiên công áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 6 So kiếm Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Nói xong, Lâm Trường Phong từ trong cửa tay áo lấy ra một mai ngọc giản, sau đó đưa cho Lâm Nguyệt Khi. Cửa này Thái Thượng Huyền Thiên Công hắn đã nhìn rồi, đem đẹp để trình độ, tuyệt đối vượt xa trước bái kiến bất kỳ công pháp nào. Đáng tiếc môn công pháp này với hắn mà nói không có một chút tác dụng nào, bởi vì hắn hiện tại căn bản không yêu cầu tu luyện thái thượng huyền thiên công lâm nguyệt khi nhướng mày một cái đối môn công pháp này cảm thấy thập phần xa lạ bất quá khi nghe được chí tôn cấp công pháp mấy chữ này thời điểm nhưng là chấn động trong lòng liền vội vàng nhận lấy ngọc giảng trải qua trước các loại bây giờ lâm trường phong ở trong mắt nàng đã lộ ra vô cùng thần bí lâm trường phong cầm ra bất kỳ vật gì nàng cũng không dám lại có bất kỳ khinh thị ngọc giảng tới tay lâm nguyệt khi liền vội vàng đắm chìm tâm thần đi xem nội dung trong ngọc giảng Âm lâm nguyệt khi chỉ cảm thấy trong đầu một trận nổ ầm ngay sau đó một cổ vô cùng bàn bạc tin tức liền tràn vào không dám khinh thường chút nào lâm nguyệt khi hết sức chăm chú tiêu hóa nội dung trong ngọc giảng ước chừng sau một hồi lâu lâm nguyệt khi mới phục hồi tinh thần lại lúc này trong lòng nàng đã tràn đầy rung động nội tâm kinh hãi giống như là thủy triều vọt tới giỏi một cái thái thượng huyền thiên công. Lâm Nguyệt khi tự mình lẩm bẩm, khóe miệng dần dần trở nên khổ sở đứng lên. Lâm Trường Phong nói không sai, nàng tự nghĩ ra vong tình thiên công quả thật so ra kém cửa này thái thượng huyền thiên công. Hơn nữa nào chỉ là so ra kém, đơn giản là kém quá nhiều, thậm chí không có chút nào khả năng so sánh. Vong tình thiên công chính là nhân sáng tạo ra, còn có hạn mức tối đa có thể nói. Mà thái thượng huyền thiên công, kỳ huyền diệu trình độ đã vượt xa khỏi rồi nàng hiểu tuyệt đối không thuộc về người có thể đủ sáng tạo ra phạm vi không thể không nói chuyện này đối với lâm nguyệt khi đã kích rất lớn bất quá ngay sau đó lâm nguyệt khi liền lâm vào trong hai cái khó này rốt cuộc là tiếp tục tu luyện kiếp trước vong tình thiên công hay lại là chuyển đổi một môn công pháp bắt đầu tu luyện cửa này thái thượng huyền thiên công nếu như tu luyện vong tình thiên công lấy nàng kiếp trước hiểu tuyệt đối có thể rất nhanh đi đến đã từng độ cao bất quá sau này đường liền có chút khó khăn rồi bởi vì này nhánh vong tình đại đạo đã bị nạn đi đến điểm kết thúc mà nếu như tu luyện thái thượng huyền thiên công tương lai hạng mức tối đa nhất định là so với kiếp trước cao hơn bất quá bởi vì nàng lần đầu tiên tu luyện môn công pháp này tương lai cũng liền nhiều một chút bất xác định tính trong lúc nhất thời lâm nguyệt khi chỉ cảm thấy cuốn quýt vô cùng Lâm Trường Phong thấy Lâm Nguyệt khi này tắm cuốn quyết bộ dáng chần chờ, cũng biết nàng Lâm vào lựa chọn trong hai cái khó này. Bất quá hắn cũng không có lên tiếng quấy rầy, mà là lặng lặng chờ đợi Lâm Nguyệt khi làm ra cuối cùng lựa chọn. Vô luận Lâm Nguyệt khi lựa chọn là cái gì, hắn cũng có ủng hộ vô điều kiện nàng, chỉ vì Lâm Nguyệt khi là nàng nữ nhi. Ta, ta chọn Thái Thượng Huyền Thiên Công. Làm ra sự lựa chọn này sau đó, lâm nguyệt khi chỉ cảm thấy cả người một trận dễ dàng trong lòng một cái gông xiền giống như là bị phá vỡ dù cho con đường này tràn đầy bất xác định tính vậy thì như thế nào ta vì nữ đế khi có chiến thắng hết thảy lòng tin âm thầm siết chặt quả đấm nhỏ ánh mắt của lâm nguyệt khi vô cùng kiên định nàng biết một khi lựa chọn con đường này cũng liền có nghĩa là nàng buông tha kiếp trước toàn bộ không sửa vong tình chi đạo như vậy nàng và lâm trường phong giữa liền không có bất kỳ xung đột nào nghĩ tới đây lâm nguyệt khi đột nhiên có chút vui mừng ánh mắt phức tạp nhìn về lâm trường phong đời này ta và ngươi nhân quả nhất định phải chém không đứt rồi Tự hồ là phát giác ánh mắt của nữ nhi lâm trường phong ôn hòa cười một tiếng vô cùng êm ái sờ một cái lâm nguyệt khi đầu bất kể ngươi làm gì ta đều sẽ ủng hộ ngươi ngươi cũng thủy chung là ta thương yêu nhất tiểu nguyệt khi đối mặt lâm trường phong vuốt ve lần này lâm nguyệt khi cũng không có lộ ra cự tuyệt thậm chí trong lòng kháng cự cũng thiếu rất nhiều như là đã hạ quyết tâm như vậy lâm nguyệt khi liền bắt đầu tu luyện chỉ là nửa ngày lâm nguyệt khi liền đem thái thượng huyền thiên công tầng thứ nhất tu luyện thành công đương nhiên trong đó cũng có lâm trường phong hướng dẫn duyên cớ được rồi hôm nay tu luyện đến đây chấm dứt đi ngươi thích dùng cái gì binh khí ngày mai ta tới dạy ngươi tương ứng vũ kỹ. binh khí lâm nguyệt khi cau một cái dễ thương chân mày không có chút nào do dự nói kiếm ta thích dùng kiếm nàng kiếp trước dùng binh khí chính là kiếm hơn nữa có một cái đế binh băng thần kiếm đáng tiếc băng thần kiếm ở trong trận đại chiến đó chịu rồi bị thương nặng sau đó cũng biến mất không thấy gì nữa ngay cả lâm nguyệt khi cũng không cảm ứng được rồi nàng kiếp trước nhưng là thiên hạ nhất đẳng kiếm đạo cao thủ đủ để cùng kiếm đế giao thủ cái loại này đời này tự nhiên đối kiếm có một loại đặc thù cảm tình thích dùng kiếm sao lâm trường phong tự mình lẩm bẩm ngược lại là cảm giác có chút nhức đầu hắn vốn là từ hệ thống kia đắt được đến rồi mấy món không tầm thường binh khí chuẩn bị xuất ra một món đưa cho lâm nguyệt khi tuy nhiên lại không nghĩ tới lâm nguyệt khi tối yêu quý binh khí lại là kiếm mà hắn những thứ kia trong binh khí duy chỉ có thiếu kiếm xem ra chỉ có thể sau này tìm cơ hội vì tiểu nguyệt khi tìm một món thích hợp binh khí bất quá ngược lại là có thể trước gọi nàng luyện tập kiếm thuật hai điểm này giữa là không có bất kỳ mâu thuẫn một đêm không có chuyện gì đặc biệt sáng sớm ngày thứ hai lâm trường phong đẩy cửa phòng ra liền thấy lâm nguyệt khi bóng người lúc này lâm nguyệt khi chính an tỉnh ngồi xếp bằng ngồi ở bên vách đá lặng lẽ tu luyện chỉ thấy nàng đôi mắt nhắm chặt lộ ra nghiêm túc vô cùng giọt sương đã làm ướt áo nàng lại không cảm giác chút nào lâm trường phong một trận thương tiếc ám đạo này nha đầu ngược lại thật là đủ cố gắng a à, sợ rằng ở nơi này ngồi rồi một buổi tối chờ lâm nguyệt khi ngồi tỉnh tọa xong lâm trường phong lấy ra hai cây mộc kiếm sau đó đưa cho lâm nguyệt khi một cái tu luyện một đạo tu vi là là căn bản mà vũ kỹ là là có thể bảo đảm tu vi phát huy được mấu chốt từ hôm nay bắt đầu, ta liền dạy ngươi kiếm kỹ." Lâm Nguyệt Khi theo bản năng nhận lấy một kiếm, hơi sững sờ. "Dạy ta dùng kiếm." Chuyện này thật ra khiến nàng cảm thấy rất là thú vị, nàng rất thích đứng ở kiếp trước góc độ tới nhìn vấn đề. Dưới cái nhìn của nàng, ngay cả đã từng kiếm đế cũng không dám nói có thể dạy kiếm của nàng kỹ năng. Mà bây giờ, nàng đời này cha lại có thể thản nhiên như vậy tự tin nói ra lời nói này. Trong lúc nhất thời, nàng cũng không biết nên nói lâm trường phong tự tin hay lại là không biết trời cao đất trọng lâm trường phong ho nhẹ một tiếng tiếp tục nói Khủ, dĩ nhiên để chứng minh ta tư cách chúng ta trước tiên có thể dùng một kiếm tỷ thí một phen tỷ thí thời điểm không cần mặc cho tu vi thế nào như vậy cũng có thể tránh khỏi ngộ thương nghe vậy lâm nguyệt khi chỉ cảm thấy vô cùng thú vị chỉ thấy nàng khóe miệng hơi vẫy lên không chút do dự nói được a à nói ra những lời này thời điểm lâm nguyệt khi cũng là tự tin vô cùng thậm chí vô cùng cấp thiết muốn muốn bắt đầu nói thật bị lâm trường phong kinh hãi nhiều lần như vậy rốt cuộc bị nàng tìm được cơ hội tỷ thí kiếm thuật nàng tự tin sẽ không thua bất luận kẻ nào lâm trường phong gật đầu một cái tay cầm một kiếm kéo ra cùng lâm nguyệt khi khoảng cách vậy liền bắt đầu đi ta có thể cho phép ngươi xuất thủ trước Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 7 Kiếm xuất chi nhật, lông trời lỡ đất. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Lâm Nguyệt khi không có cự tuyệt, chỉ thấy nàng chân mày khẽ nhíu một cái, mũi chân nhẹ một chút, trong tay một kiếm kéo ra một cái kiếm hoa, cả người giống như một cái kiều tiểu tinh linh một dạng một kiếm đâm về phía Lâm Trường Phong. Một kiếm này, nàng cũng không có sử dụng ra toàn bộ thực lực bất quá nàng lại có đủ tự tin, đã biết một kiếm, Lâm Trường Phong tuyệt đối không ngăn được. Đối mặt Lâm Nguyệt khi này khí thế hung hung một kiếm, Lâm Trường Phong nhưng là nhướng mày một cái, trong miệng nhỏ giọng nói lầm bầm. Nhìn cũng không tệ lắm, bất quá chỉ là động tác võ thuật đẹp mà thôi. Cái gì, lại dám nói kiếm của ta thuật là động tác võ thuật đẹp. Những lời này vừa vặn rơi vào Lâm Nguyệt khi trong tai, nàng chỉ cảm thấy một trận tức giận dân trào, kiếm trong tay lần nữa tăng thêm lực đạo. Ta ngược lại thật ra muốn cho ngươi xem một chút này có phải hay không là động tác võ thuật đẹp. Nàng đã tức giận, quyết định để nhất kiếm liền muốn để cho Lâm Trường Phong đẹp mắt. Mắt thấy một kiếm này liền phải rơi vào trên người Lâm Trường Phong, Lâm Trường Phong nhưng là không tránh không né. Mà là khẽ lắc đầu một cái, ngay sau đó một kiếm đâm ra, mũi kiếm thẳng sẽ qua trường không, điểm hướng Lâm Nguyệt khi cổ tay. À! trong điện quan hỏa thạch lâm nguyệt khi chỉ cảm thấy cổ tay đau xót một kiếm liền rời khỏi tay cái gì lâm nguyệt khi còn đang sợ lăng trung nắm tay cổ tay không nhìn được lui về phía sau mấy bước mặt đầy không tưởng tượng nổi nhìn về phía cởi lạc một kiếm nàng thua thậm chí cũng không nhìn thấy lâm trường phong là thế nào xuất thủ đây đối với cao ngạo nàng mà nói tuyệt đối là một cái cự đại đã kích nàng vẫn lấy làm ngạo kiếm thuật ở trước mặt lâm trường phong Thật không ngờ không chịu nổi một kích. Cái này không thể nào." Lâm Nguyệt khi cắn chặt hàm răng. "Không có gì là không có khả năng, ngươi kiếm quá tạp, không đủ thuần túy. Hơn nữa sơ hở quá nhiều, liếc mắt là có thể nhìn ra, ta liếc mắt liền nhìn thấu không thấp hơn 10 nơi sơ hở. May mắn bây giờ ngươi còn nhỏ, vừa mới tiếp xúc kiếm, hết thảy đều còn có sửa lại cơ hội." Lâm Trường Phong tay trái cầm kiếm, tay phải bị thua đến phía sau một thân áo trắng như tuyết sắc mặt lạnh nhạt nói đến đây đi tiếp tục hướng ta xuất thủ lần này luôn luôn đem nữ nhi coi là ưa thích trong lòng hắn cũng không có lộ ra chút nào mềm lòng ngược lại biểu hiện ra cùng dĩ vãng bất đồng nghiêm nghị những chuyện khác hắn đều có thể để cho nữ nhi nhưng duy chỉ có tu luyện một chuyện phải cẩn thận tỉ mỉ không thể có chút nào sơ sót trải qua hệ thống đối tu vi tăng lên sau đó hắn đạt được tăng lên lại không chỉ là tu vi còn có đủ loại đối với đạo lý giải trong đó liền bao gồm kiếm đạo đây cũng là lâm trường phong giám chỉ điểm lâm nguyệt khi kiếm đạo nguyên nhân hắn tin tưởng trên cái thế giới này không có so với hắn tốt hơn kiếm đạo lão sư được ánh mắt của lâm nguyệt khi lần nữa trở nên vô cùng kiên định đứng lên là người của hai thế giới nàng đạo tâm đã kinh biến đến mức khó có thể tưởng tượng bền bỉ đương nhiên sẽ không bị điểm này tiểu tiểu thất bại đánh ngã Lần nữa nhặt lòng tin sau đó, Lâm Nguyệt khi hít sâu một hơi, trực tiếp sự xuất kiếp trước sở trường nhất kiếm chiêu. Kêu phong. Một kiếm này tốc độ cực nhanh, mặc dù không có bất kỳ tu vi nào gia trì, nhưng vẫn nhưng còn như một đạo như ti chớp, nhanh chóng đâm về phía Lâm Trường Phong. Thậm chí trong một kiếm này, còn mang theo một tia sát khí. Đương nhiên, này tia sát khí cũng không phải nhằm vào Lâm Trường Phong, mà là nạn kiếp trước sát vô số nhân sau tích lũy xuống từ, không tệ, rốt cuộc có một chút bộ dáng. Kiếm thuật, vốn chính là vì giết người mà sống, lại làm sao có thể không bổ sung thêm có sát khí, người đã lĩnh ngộ được một điểm này, rất không tồi. Lâm Trường Phong giống như một cái trưởng giả một dạng sắc mặt lạnh nhạt phát ra phê bình, Lâm Nguyệt khi một kiếm này, hắn thấy cũng chỉ có thể coi là không tệ mà thôi. Làm một kiếm mắt thấy liền muốn đâm vào hắn trên cánh tay phải lúc, Lâm Trường Phong động. Vẫn là nhẹ phiêu phiêu một kiếm, phản phất không mang theo chút nào khói lửa nhân gian, vô cùng tinh chuẩn tiếp tục đâm hướng Lâm Nguyệt khi cổ tay. Hừ, rốt cuộc có thể hòa nhau một ván, lần này cho ngươi tiếp tục giả vờ. Trong lòng Lâm Nguyệt khi đắc ý còn không có tản đi, chỗ cổ tay lại truyền tới cảm giác đau nhói. Cánh tay thoát lực bên dưới, một kiếm lại vừa là rời khỏi tay, lạc ở trên mặt đất. Đây đã là lần thứ hai. Hơn nửa lần này hay lại là nàng sự xuất sở trường nhất kiếm chiêu. Lâm Nguyệt khi ngơ ngác nhìn trên mặt đất một kiếm, trong đầu chỉ cảm thấy hỗn loạn lung tung. Nàng lại thua. Hơn nữa còn là không thể chống đỡ một chút nào cái loại này. Nhìn về phía Lâm Trường Phong lúc, nàng chỉ cảm thấy Lâm Trường Phong phản phất đã biến thành trong đời một tòa núi lớn, thần bí cường đại. Lâm Nguyệt khi quyệt cái miệng nhỏ nhắn, có chút không phục hỏi. Người nói kiếm chính là vì giết người mà sống, hẳn bổ sung thêm có sát khí. Có thể là vì sao ngươi kiếm lại không có phân nửa sát khí. Trong này, Khởi không phải có rất nhiều mâu thuẫn. Sau khi nói xong, Lâm Nguyệt khi hai mắt không hề nháy nhìn chầm chầm Lâm Trường Phong, tự hồ muốn nghe hắn trả lời thế nào. Ha ha, nguyên lai like ngươi nghĩ hỏi là cái vấn đề này. Lâm Trường Phong đột nhiên cười, chỉ thấy hắn chậm rãi đi, nhẹ nhàng nói. Không phải ta nói sai, mà là ngươi hiểu sai. Kiếm của ta cũng có sát khí về phần mới vừa rồi tại sao không có cho thấy phân nửa sát khí chỉ là bởi vì ta có thể khống chế kiếm sát khí nói cách khác ta muốn để cho kiếm của ta có sát khí nó sẽ có sát khí ta muốn để cho kiếm không có sát khí nó liền sẽ trở nên bình thường không có gì lạ ta nói như vậy người có thể biết lâm trường phong lộ ra rất có kiên nhẫn vô cùng nghiêm túc giải thích sắc mặt của lâm nguyệt khi trầm ngưng gật đầu một cái nàng vốn là cực kỳ thông minh người trải qua lâm trường phong một chút liền biết trong đó chi huyền ảo này chỉ có thể nói rõ lâm trường phong kiếm thuật đã xa cao hơn nàng tối thiểu nàng còn không cách nào khống chế kiếm sát khí đây chính là hai người chênh lệch lâm trường phong khẽ vuốt trường kiếm ánh mắt buồn bã giống như là thấy được rất xa địa phương sau đó nhẹ nhàng nói cho đến bây giờ còn không có gì chuyện có thể làm cho kiếm của ta triển lộ sát khí nếu quả thật xuất hiện kiếm trong tay sát khí trùng thiên ngày, như vậy nhất định nhưng là xảy ra trời lông đất lỡ chuyện. Mà hết thảy này, chỉ có thể bởi vì một mình ngươi. Ngày hôm đó, đêm sẽ lông trời lỡ đất, nhật nguyệt đảo huyền. Nghe đến đó, trong lòng lâm nguyệt khi không nhịn được trung lên, mềm mại nhất cái kia dây rốt cuộc bị xúc giật mình. Nguyên lai ta ở trong lòng hắn lại là trọng yếu như vậy sao? Ánh mắt của Lâm Nguyệt khi không nhịn được nhìn về phía Lâm Trường Phong, đây là nàng đời này cha, cũng là nàng duy vừa tiếp xúc với thân nhân. Loại cảm giác này, tự hồ thật rất không tồi. Ánh mắt của Lâm Nguyệt khi trở nên vô cùng kiên định đứng lên, trong lòng âm thầm thề. Chỉ cần ngươi không phụ ta, ta ác sẽ nghiêng hết tất cả tới thủ hộ ngươi. Từ hôm nay bắt đầu, ngươi chính là ta kiếp trước và kiếp này duy nhất người thân. Đời này, không có vong tình chi đạo khiên bán, Lâm Nguyệt Khi tâm biến được thông suốt vô cùng, thậm chí từ từ trở về một cô bé tâm tính. Sau đó, hai người vẫn đang không ngừng giao thủ. Vẫn là Lâm Nguyệt Khi ra chiêu, Lâm Trường Phong tiếp chiêu. Mỗi một lần, Lâm Trường Phong cũng sẽ điểm ra Lâm Nguyệt Khi kiếm chiêu trung tồn tại chưa đủ, chọn lời cũng càng ngày càng kịch liệt. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 8 Kiếm của ngươi, quá chậm nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio chậm quá chậm như ngươi loại này xuất kiếm phương thức ta liếc mắt là có thể nhìn ra không thấp hơn mười mấy nơi sơ hở giao thủ với ta thời điểm ta còn có thể để cho đến ngươi nếu như là cùng cừu gia giao thủ lấy bây giờ ngươi trình độ đã sớm rơi xuống hạ phong rồi lâm trường phong lời nói giống như là từng thanh lưỡi dao sắc bén một dạng đem lâm nguyệt khi đâm thương tích khắp ngươi lâm nguyệt khi chỉ cảm thấy bực bội vô cùng ta giàu gì kiếp trước cũng là thiên hạ ít có kiếm thuật cao thủ thế nào ở trong miệng ngươi lại trở nên không chịu được như vậy coi như cùng những cái được gọi là kiếm thuật đại sư giao thủ nàng cũng có thể bằng vào kiếp trước kiếm thuật đem đối phương cường thế đánh bại nhưng là ở trước mặt lâm trường phong nàng lại cảm thấy mình phản phất biến thành không có một người học qua bất kỳ kiếm thuật cô bé vô cùng yếu ớt nàng tự nhận là vô cùng đẹp để kiếm thuật tất cả đều bị lâm trường phong nhẹ nhàng thoải mái cản lại thường thường lâm trường phong chỉ là tùy ý chém ra một kiếm lại có thể đuổi kịp nàng biến ảo đa đoan kiếm thuật nếu như đổi thành người bình thường đã sớm bị lâm trường phong đã kích không đề được bất kỳ lòng tin nhưng lâm nguyệt khi bất đồng nàng kiếp trước trải qua khổ nạn tại sao ngừng ở đây để lộ nhưng là càng gian nan hơn nhưng vẫn là bị nàng đi đến cuối cùng những thứ này bây giờ đã kích tối đa chỉ có thể để cho nàng trở nên có chút nổi giận mà thôi lại không ảnh hưởng tới lòng tin nàng trở lại bị lâm trường phong một kiếm đâm nơi cổ tay sau lâm nguyệt khi cắn răng tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng qua kiên nghị không chịu thua lần nữa xông tới lâm trường phong một mực ở âm thầm quan sát lâm nguyệt khi phản ứng nếu như lâm nguyệt khi lộ ra có bất kỳ có cái gì không đúng hắn cũng có lập tức dừng lại để tránh ảnh hưởng đến nàng đạo tâm nhưng lâm trường phong nhưng là vô cùng kinh ngạc phát hiện hắn xa xa đánh giá thấp lâm nguyệt khi tính cách bền bỉ cho dù bị tự có ý nhiều lần đã kích nhưng lâm nguyệt khi vẫn có thể rất nhanh điều chỉnh xong trạng thái từ đầu tới cuối duy trì đến một loại tự tin trạng thái phần này phát hiện để cho lâm trường phong vô cùng kinh hỷ nữ nhi thiên tư vốn là vô cùng nghịch thiên bây giờ hơn nữa kiên định đạo tâm lo gì không thể leo lên con đường tu luyện đỉnh phong càng làm cho lâm trường phong kinh ngạc là lâm nguyệt khi thiên phú kiếm đạo lúc mới bắt đầu sau khi lâm nguyệt khi kiếm thuật hắn thấy còn rất nhiều sơ hở nhưng là trải qua chính mình chỉ ra sau đó những sơ hở này đang bị nhanh chóng đền bù đến cho tới bây giờ lâm nguyệt khi kiếm thuật sơ hở chỉ còn lại cực kỳ bí mật mấy chỗ cũng chính là lấy lâm trường phong nhãn lực mới có thể nhìn ra đổi thành những người khác tuyệt đối không cách nào phát hiện được rồi hôm nay giao thủ đến đây chấm dứt ta tới bố trí một chút hôm nay nhiệm vụ đó chính là dùng trong tay ngươi mọc kiếm hướng ngươi ngay phía trước không khí đâm một vạn lần nhớ trước năm ngàn lần muốn bổ sung thêm có sát khí rồi sau đó năm ngàn lần muốn theo bản năng khống chế kiếm sát khí nhất định phải bình khí ngưng thần hết sức chăm chú ánh mắt vẫn nhìn chầm chầm vào mũi kiếm bây giờ có thể bắt đầu ngàn vạn lần không nên suy nghĩ lười biếng ta sẽ vẫn nhìn ngươi nói xong những thứ này sau đó Lâm Trường Phong vương người một cái, cầm trong tay một kiếm tiện tay ném ở một bên, liền nằm ở trên ghế bắt đầu nghỉ ngơi. Lâm Nguyệt khi tức khuôn mặt nhỏ nhắn phát trung, nhưng đối mặt nghiêm nghị Lâm Trường Phong, lại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể hung hãn trừng mắt liếc hắn một cái, liền bắt đầu rồi hôm nay nhiệm vụ. Đâm chết ngươi, đâm chết ngươi. Lâm Nguyệt khi một bên thật nhanh đâm lên trước mặt không khí, một bên trong miệng nhỏ giọng thì thầm nàng nghiễm nhưng đã đem trước mặt không khí coi thành lâm trường phong muốn dùng cái này để phát tiết trong lòng tức giận buông tha vong tình chi đạo nàng đã không phải kiếp trước cái kia băng lãnh vô tình coi trời bằng vung vong tình nữ đế bây giờ nàng đã từ từ có tâm tình của mình biến hóa giống như là một cái cùng cha giận dỗi cô bé đương nhiên kiếp trước vong tình nữ đế cao ngạo đều bị nàng xuống dưới cũng chỉ có ở trước mặt lâm trường phong nàng mới có thể hiển lộ loại này tiểu nữ nhi tư thái nếu như gặp phải những người khác nàng liền sẽ lập tức biến thành kiếp trước cái kia cao cao tại thượng vong tình nữ đế mặc dù lâm nguyệt khi trong lòng không cam lòng nhưng đối với lâm trường phong mệnh lệnh nhưng vẫn là không giữ lại chút nào thi hành đi xuống bây giờ nàng đã hoàn toàn chắc chắn lâm trường phong chính là ở giả heo ăn hổ vẹn vẹn bằng vào đem nghiện ép chính mình kiếm đạo thành tựu là có thể nhìn ra vì vậy đối với lâm trường phong yêu cầu nàng đều sẽ hết sức đi hoàn thành không chỉ là bởi vì Lâm Trường Phong là phụ thân nàng, càng bởi vì Lâm Trường Phong bây giờ mạnh hơn nàng. Thời gian chậm rãi qua đi, Lâm Nguyệt khi khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên đã hiện đầy mồ hôi, cả người quần áo cũng phải ướt đẫm. Nhưng nàng đối với lần này lại là chẳng ngó ngàng gì tới, tùy ý mồ hôi nhỏ giọt xuống đất, ánh mắt của nàng chỉ là nhìn chầm chầm mũi kiếm, càng ngày càng kiên định. Lâm Trường Phong đối với lần này lộ vẻ xúc động vô cùng, Lâm Nguyệt khi biểu hiện một lần lại một lần vượt ra khỏi hắn dự liệu. Nhất là nàng tâm tính kiên định, thật là ở những người bạn cùng lứa tuổi chưa bao giờ nghe. Đến cuối cùng, ngay cả Lâm Trường Phong cũng có chút đau lòng, hơn nữa nhiều lần muốn để cho Lâm Nguyệt khi dừng lại, bất quá lời như vậy nhưng là chậm chạp không có nói ra. Sau một hồi lâu, Lâm Nguyệt khi rốt cuộc thở vào nhẹ nhõm. Top 5 thiên kiếm đã đâm xong rồi, nàng rốt cuộc hoàn thành một nửa nhiệm vụ này năm nghìn kiếm dựa theo lâm trường phong yêu cầu cũng là muốn bình khí ngưng thần hội tụ sát khí lúc mới bắt đầu sau khi nàng ở về điểm này làm còn chưa đủ hoàn mỹ rất nhiều lúc sát khí cũng sẽ tiết ra ngoài không cách nào tụ tập đến một cái cứ điểm bên trên bất quá năm ngàn lần luyện tập đi xuống nàng đã dần dần nắm giữ phương pháp có thể nói này một hồi luyện tập là có thể bù đắp được kiếp trước vài năm tu hành này không chỉ là Lâm Trường Phong dạy dỗ kết quả, cũng có Lâm Nguyệt khi đời này thiên phú kinh khủng công lao. Thở phào nhẹ nhõm sau, Lâm Nguyệt khi thần kinh liền lần nữa căng thẳng, bắt đầu sau 5.000 kiếm luyện tập. Dựa theo Lâm Trường Phong yêu cầu, sau 5.000 kiếm muốn khống chế được kiếm sát khí, làm cho mình đối với sát khí khống chế, đi đến tùy tâm sở dục cảnh giới. Loại này độ khó, rõ ràng so với trước kia cao hơn một đoạn. Thấy Nữ Nhi lại tiến vào điên cuồng luyện tập chính giữa, Lâm Trường Phong không nhịn được thở dài một cái đồng thời, nội tâm lại cảm thấy vô cùng vui vẻ yên tâm. Tu luyện một ngày, Nữ Nhi khẳng định mệt mỏi, nói không chừng bụng cũng đã sớm giống như ta xì xào đói. Hắc hắc, đi trước làm điểm thức ăn, buổi tối nói thế nào cũng phải ăn chút tốt. Bây giờ Tiểu Nguyệt khi chính trực thân thể cao lớn giai đoạn, tu luyện lại như lúc này khổ, phải cho nàng bồi bổ thân thể tự hồ là nghĩ tới điều gì lâm trường phong vỗ đùi trực tiếp đứng lên cùng lâm nguyệt khi lên tiếng chào sau đó lâm trường phong liền chợt lách người biến mất ở rồi nam hoang đỉnh núi nhìn hắn chỗ đi phương hướng rõ ràng là nam hoang sơn phía bắc bắc hoang sơn mạch chỗ vị trí lâm trường phong tốc độ cũng không nhanh thậm chí có thể nói là chậm rãi một bên phi hành hắn còn một bên quan sát chung quanh phong cảnh lộ ra thập phần nhàn nhã nhàn nhã Bất quá cũng may bắt hoang sơn mạch cách hắn chỗ vị trí cũng không tính xa, vẹn vẹn nửa nén hương thời gian, Lâm Trường Phong liền đến nơi này. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 9 Yêu vương, có thể ăn không? Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Xuất hiện ở trước mặt Lâm Trường Phong là một mảnh liên miên triệu dặm dãy núi, rất nhiều đỉnh núi giống như kình thiên chi trụ một dạng cắm thẳng vào vân tiêu, không thấy được đỉnh núi cả tòa sơn mạch đều bị một đoàn trắng xóa sương mù bao phủ một cổ thê lương khí tức hoang vu từ trong tảng mát ra đây chính là trên đại lục nổi danh cấm địa một trong bắc hoang sơn mạch cách đó không xa còn đứng thẳng một tòa ước chừng cao trăm trượng cự đại thạch bi trên mặt tấm bia đá đã mọc đầy rêu xanh một ít gốc viền vị trí thậm chí có đá vụn bắt đầu rụng ở thạch bi chính giữa in huyết hồng tứ chữ to kẻ tự tiện đi vào Chữ viết đập vào mi mắt, liền có thể cảm nhận được một cổ ngút trời như vậy sát ý đập vào mặt, phản phất đối mặt đến vô số đỉnh cấp đại yêu trống giận. Bốn chữ này cũng không phải dùng thuốc màu in vào, mà là dùng một tên thánh nhân tinh huyết khắc lên. Cho nên mặc dù đã qua sắp tới 10 vạn năm, nhưng phía trên năng lượng vẫn trải qua hồi lâu không tiêu tan, sát khí trùng thiên. Người bình thường đi tới đây, liền cũng không dám nữa tiếp tục thâm nhập sâu rồi gần đó là trên đại lục những thứ kia cường giả cấp cao nhất, đối với lần này cũng kiên kỵ thật sâu, không dám nhiều lời, rất sợ bước trăm ngàn năm trước vị tiền bối kia vết xe đổ. Lâm Trường Phong từ trên trời hạ xuống, chậm rãi đi tới trước mặt Thạch Bi, khi thấy Thạch Bi bốn cái chữ lớn đỏ tươi sau, liền không nhìn được nhíu mày một cái. Lần trước lúc tới, tại sao không có phát hiện chứ? Thật là chướng mắt. Lời nói nhất định, Lâm Trường Phong liền một chưởng vỗ ở trên tấm bia đá chỉ thấy tòa kia ở bắc hoang sơn mạch trước sừng sững rồi mười vạn năm chấn nhiếp vô số nhân tộc cường giả thạch bi cứ như vậy ở lâm trường phong một dưới lòng bàn tay biến thành một đoàn bột làm xong hết thảy các thứ này sau đó lâm trường phong còn hài lòng nhìn một chút chính mình kiệt tác không nhìn được vỗ tay một cái bên trên vôi cặn bã như vậy thuận mắt hơn nhiều đang lúc này bắc hoang sơn mạch sâu bên trong tựa hồ là phát giác cái gì một luồng khí tức kinh khủng tựa hồ là quý giật mình cả tòa bắc hoang sơn mạch phía trên không trung cũng sau đó run một cái, giống như là có cái gì cấm kỵ tồn đang thức tỉnh rồi. Một đạo thâm thúy mà xa xa ánh mắt, tự hồ là xuyên việt rồi nặng nề không gian, từ xa xôi không biết tên địa phương rơi vào trên người Lâm Trường Phong. Lâm Trường Phong bỗng nhiên xoay người, nhìn về phía bắc hoang sơn mạch chỗ sâu nhất, trong mắt của hắn không có chút nào sợ hãi, ngược lại có chút loại khác hưng phấn. Cho dù cách nặng nề không gian, Lâm Trường Phong thật giống như vẫn có thể thấy tia mắt kia chủ nhân một dạng thậm chí còn cùng hắn liếc nhau một cái. Cũng chính là vào giờ khắc này, đạo kia thâm thúy mà xa xa ánh mắt đột nhiên chấn động một chút, liền vội vàng biến mất không thấy gì nữa, tốc độ cực kỳ nhanh, hình như rất sợ Lâm Trường Phong phát hiện hắn tồn tại. Hừ, thật là không có thú. Lâm Trường Phong lắc đầu một cái, ngay sau đó đi vào Bắc Hoang Sơn mạch. Bắc Hoang Sơn mạch sâu bên trong, nơi nào đó không biết tên không gian bên trong, một đạo thanh âm già dạ nua đột nhiên vang lên, trong thanh âm vẫn mang theo một tia lau không đi sợ hãi. Tại sao lại là người này, cũng còn khá ta chạy nhanh. Sớm biết tất nhiên không thể yêu xen vào việc của người khác, thật là xui. Bắt hoang sơn mạch bên trong, Lâm Trường Phong một bước một cái dấu chân đi về phía trước. Trên đất hiện đầy đổ nát nhánh cây, còn có tùy ý có thể thấy nhân loại cùng yêu thú bạch cốt, dẫm lên trên chíp chíp vang dội. Trên đại lục những người khác nghe đến đã biến sắc bắt hoang sơn mạch, ở trong mắt Lâm Trường Phong lại giống như hậu hoa viên một dạng sân vắng tản bộ ở bên trong đi tới đi lui. Đang lúc này, một gốc tuyết đóa hoa màu trắng đập vào mi mắt, Lâm Trường Phong cặp mắt sáng lên, liền vội vàng đi tới. Ồ, lại là một gốc bách linh hoa, vật này cũng không thấy nhiều a à. Lâm Trường Phong bước nhanh đi về phía bách linh hoa, vật này phẩm cấp không cao, nhưng lại cực kỳ thư thớt, ở rất nhiều nơi, thường thường có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Ngay tại cách Bách Linh Hoa chỉ còn lại hai trường khoảng cách thời điểm, Lâm Trường Phong tay trái nhẹ nhàng vung lên, tránh trong bóng tối một tên yêu thú liền vô thanh vô tức nằm ở trên mặt đất. Bách Linh Hoa tới tay, Lâm Trường Phong cẩn thận từng ly từng tí đem đặt ở trong hộp ngọc. Đóa hoa này xinh đẹp như vậy, nếu như hợp với dễ thương tiểu nguyệt khi, nhất định sẽ đẹp hơn. Lâm Trường Phong cười hắc hắc mấy tiếng, nếu để cho người ngoài nghe giảng hắn nói chuyện, tuyệt đối sẽ tức học máu. Cảm tình bị bọn họ coi là trân bảo bách linh hoa, ở trong mắt Lâm Trường Phong chỉ có thể trở thành nạn nữ nhi đồ chơi. Dọc theo đường đi, phàm là thấy thứ tốt, Lâm Trường Phong cũng sẽ không chút do dự thu. Cả người hắn tự như cùng một cái to lớn thao thế một dạng có thể nói là ai đến cũng không có cự tuyệt, may mắn hắn trữ vật giới chỉ quá lớn. Mặc dù rất nhiều thứ Lâm Trường Phong không cần, bất quá Lâm Nguyệt Khi rất có thể dùng đến, cái này là đủ rồi bắc hoang sơn mạch đã rất lâu không có loài người dám đi vào, vì vậy nơi này tích lũy không biết bao nhiêu thứ tốt, tất cả đều là ngoại giới cực kỳ thưa thất cái loại này. Nếu để cho người khác thấy lâm trường phong thu hoạch, tuyệt đối sẽ gấp đến độ đỏ con mắt. Một đường về phía trước, lâm trường phong đã không biết mình đi bao xa, dần dần chung quanh thanh âm tự hồ là nhỏ lại. Trước còn có thể gặp được một ít tiểu yêu thú, nhưng là từ từ trở nên chung quanh hết thảy sinh mệnh khí tức phản phất là biến mất một dạng ngay cả không khí chung quanh cũng trở nên ngột ngạt đứng lên. Đột nhiên, xa xa nổi lên cuồng phong, tràn đầy thiên thụ lá điên cùng bay lượn, một đạo cường đại khí tức lan tràn ra. Ngay sau đó, một đạo che khuất bầu trời như vậy bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt lâm trường phong. Hai cái là đèn lồng đại đôi mắt nhỏ tử tử địa nhìn chầm chầm lâm trường phong. Hèn mọn nhân loại, nơi này là ta hát dực yêu vương địa bàn ngươi vượt biên giới ầm ầm âm, âm thanh vang lên trong đó còn mang theo một cổ mảnh liệt sát ý hát dực yêu vương tư thái sắp xếp rất cao nhiều năm qua nó gặp được rất nhiều giống như lâm trường phong nhân bất quá cuối cùng đều trở thành nó thức ăn vì vậy nó căn bản không có đem điều này nhỏ bé nhân loại coi vào đâu ngược lại có một loại diều hâu bắt gà con cảm giác hát dực yêu vương ngươi là ai có thể ăn không Lâm Trường Phong chấp chấp cặp mắt, nhìn về phía trước mặt mình cái này đại đầu, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Ừ. Hát dực yêu vương sững sờ, trong lúc nhất thời lại không có phản ứng kịp. Theo gần đó là giận dữ, tên nhân loại này quá càng rỡ, dĩ vãng bất luận kẻ nào thấy chính mình cũng là nơm nớp lo sợ, duy chỉ có người trước mặt này như thế cùng vọng. Rất tốt, nhân loại, ngươi đã thành công chọc giận ta. Ta quyết định đưa ngươi trói ở trên núi, mỗi ngày ăn ngươi một mảnh thịt, cho đến ngươi cuối cùng chết, ha ha. Hắc dực yêu vương giận quá mà cười, dùng một đôi lạnh giá chi con mắt của cực nhìn Lâm Trường Phong, tự hồ là muốn thấy được Lâm Trường Phong sợ hãi cầu xin tha thứ tình cảnh. Nhưng mà, nó muốn thấy được cảnh tượng cũng chưa từng xuất hiện. Chỉ thấy Lâm Trường Phong lại vây quanh Hắc dực yêu vương đi mà bắt đầu, vừa đi động vừa nhìn chầm chầm trên người Hắc dực yêu vương một cái vị trí, trong miệng không ngừng phát ra lầm bầm lầu bầu thanh âm khối này thịt không tệ, nhìn rất có sức mạnh, ăn hẳn sẽ rất nhai dai. Nơi này không được, nhìn một cái thịt béo liền tương đối nhiều, quá dầu mỡ, tiểu nguyệt khi nhất định không thích ăn. Này hai cái cánh thật giống như không tệ, nếu như làm thành cánh gà nướng, tiểu nguyệt khi nhất định sẽ thích vô cùng. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 10 Đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Hắc dực yêu vương uy hiếp trực tiếp bị Lâm Trường Phong coi thành gió bên tai, căn bản không có để ở trong lòng. Lâm Trường Phong tựa hồ là căn bản không quan tâm chính mình an nguy, ngược lại nhìn chầm chầm Hắc dực yêu vương, trên mặt thỉnh thoảng lộ ra làm người ta rợn cả tóc gáy nụ cười. Chẳng biết tại sao, thấy Lâm Trường Phong nụ cười trên mặt, Hắc dực yêu vương lại có loại cả người lạnh cả người cảm giác, nhất là ánh mắt của Lâm Trường Phong rất là kỳ quái. Tử quan sát kỹ đi sau hiện, Lâm Trường Phong lại vẫn đang ngó chừng chính mình hai cái cánh, thật giống như đang nhìn thức ăn ngon. Người Loại này bị người khinh thì cảm giác trực tiếp chọc giận hát dực yêu vương, nhất là loại này bị người coi là thức ăn cảm giác, càng làm cho nó cảm giác cực kỳ khó chịu. Hắn chính là yêu vương cấp cường giả, từ ra đời bắt đầu đã tu luyện trên vạn năm, ở nơi này bắt hoang sơn mạch trung, chính là trừ yêu hoàng bên dưới tối cường giả cấp cao nhất. Nếu như thả ở thế giới bên ngoài, vậy càng là đủ để có thể so với nhân loại gia tộc lão tổ tông tồn tại. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chỉ thấy hắc dực yêu vương nhẹ nhàng vỗ rồi hai cái cánh, từng đạo sắc bén phong nhận liền bay hướng Lâm Trường Phong. Nghe được bên tai gào thét tới thanh âm, Lâm Trường Phong suy nghĩ bị cắt đứt, sau đó lại không có làm ra bất kỳ động tác gì. Chỉ thấy những thứ kia phong nhận rơi vào trên người Lâm Trường Phong, tự như cùng đá chìm đáy biển một dạng đều biến mất hết không thấy liền quần áo của hắn cũng không có phá vỡ. Nhìn thấy một màn này, hắc dực yêu vương nhất thời tê cả da đầu, biết là gặp kẻ khó chơi, liền vội vàng đập cánh, muốn muốn chạy khỏi nơi này. Tới tay con mồi, há có thể cho phép ngươi như vậy chạy trốn. Chỉ thấy Lâm Trường Phong đưa ra một bàn tay, nhẹ nhàng đi về phía trước nắm chặt, đã thân ở bên ngoài trăm trường hắc dực yêu vương cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt Lâm Trường Phong. Lâm Trường Phong nhẹ tay nhẹ đi xuống đè một cái, thân thể vô cùng to lớn hát dực yêu vương lại bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại cuối cùng trở nên giống như một cái tiểu ma tước một dạng bị lâm trường phong cầm trong tay hát dực yêu vương còn ở vào vẻ mặt mộng trong trạng thái lâm trường phong loại này thần hồ đem thần thủ đoạn thiếu chút nữa đưa nó sợ mất mật đại ca đại ca van cầu ngươi thả ta đi ta chỉ là một cái tiểu tiểu yêu thú trong nhà còn có mấy cái đỉnh núi muốn ta quản mấy vạn con tiểu yêu cũng chờ ta trở về chủ trì đại cuộc đây đại ca van cầu ngươi đáng thương đáng thương ta nhanh lên một chút thả ta trở về đi thôi ta nhất định sẽ cho ngươi làm một trường sinh bài vị ngày ngày thờ phụng ngươi nhìn một cái nước mũi một cái lệ hát dực yêu vương lâm trường phong nhất thời không nói gì ngươi giàu gì cũng là một cái yêu vương bác hoang sơn mạch trung đại lão cấp bậc tồn tại trước ngươi cao ngạo đi đâu rồi không thời gian rảnh rỗi đó nghe hát dực yêu vương nói bậy lâm trường phong trực tiếp phong ấn hát dực yêu vương chuẩn bị đưa nó mang về. Đây chính là đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, nhất là kia hai cái cánh khổng lồ, nướng lên tuyệt đối là nhân gian mỹ vị. Thấy Lâm Trường Phong tựa hồ là không chuẩn bị bỏ qua cho nó, hắc dực yêu vương vội vàng bên dưới, lạc giọng hô. Nhân loại, ta chính là thanh mộc yêu hoàng cháu ngoại, ngươi dám đối với ta như vậy, nó nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói xong câu đó sau đó, hắc dực yêu vương liền cảm thấy một cổ giam cầm lực lượng truyền tới, ngay cả ý thức cũng bị triệt để giam lại. Không có đem hắc dực yêu vương uy hiếp để ở trong lòng, Lâm Trường Phong tiếp tục đi đến phía trước. Đang lúc này, Lâm Trường Phong đột nhiên nội tâm mơ hồ có cảm ứng, đưa mắt nhìn về bắc hoang sơn mạch chỗ sâu nhất. Bất quá này tia cảm ứng chỉ là trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, phản phất là ảo giác. Nhưng Lâm Trường Phong lại biết này là chân thực tồn tại, đến hắn cảnh giới này, không thể nào không giải thích được có loại cảm ứng này rốt cuộc là thứ gì đây? Lâm Trường Phong cau mày, bấm ngón tay tính toán, một cổ huyền ảo cực kỳ lực lượng tại hắn giữa ngón tay lan tràn ra. Xuyên thấu qua suy diễn, Lâm Trường Phong phản phất loáng thoáng thấy được một cái ảnh tử, nhìn đem đường ranh, lại giống như là một thanh kiếm. Chẳng lẽ thật là một thanh kiếm? Nhưng là thanh kiếm này cùng mình lại có quan hệ gì? Tại sao ta lại đột nhiên sinh lòng cảm ứng? Lâm Trường Phong tự mình lẩm bẩm, vẻ nghi hoặc từ đầu đến cuối xua tan không đi hắn còn tính ra thanh kiếm này gần sắp xuất thế hơn nữa cùng mình có nhất định nhân quả càng thêm nói chính xác là cùng bên cạnh mình người nào đó có nhân quả suy tư một lúc sau lâm trường phong lắc đầu một cái không còn quan tâm chuyện này nếu như hắn cố ý muốn hiểu rõ chuyện này chỉ cần hao chút công phu vẫn có thể làm được bất quá hắn cũng không có làm như vậy suy diễn kết quả nói cho hắn biết chuyện này hết thảy đều phải thuận theo tự nhiên có lẽ quá không được bao dài thời gian Bác hoang sơn mạch liền phải bắt đầu náo nhiệt lâm trường phong không nhịn được thở dài một cái đến thời điểm hắn nam hoang sơn phỏng chừng cũng rất khó giữ vững bình tĩnh rồi sau đó lâm trường phong tăng nhanh tốc độ ước chừng thời gian một nén nhang sau đó lâm trường phong đi tới một tòa thật to trước mặt cao phong cũng chính là ở lâm trường phong mới vừa vừa đến nơi đây một tên thân xuyên thanh niên áo đen liền đột nhiên xuất hiện ở Lâm Trường Phong cách đó không xa. Khi thấy Lâm Trường Phong sau đó, thanh niên áo đen biến sắc, lúc này sẽ phải rời khỏi. Lâm Trường Phong thanh âm đột nhiên từ sau lưng của hắn vang lên, "Kình không yêu hoàng, ngươi bây giờ muốn đi nơi nào à?" Lâm Trường Phong lời nói giống như là có định thân hiệu quả bình thường, thanh niên áo đen bóng người một hồi, dừng ngay tại chỗ. Thanh niên áo đen chính là một vị đỉnh cấp yêu hoàng kinh không yêu hoàng là là một vị sống sót rồi mấy trăm ngàn năm nhân vật khủng bố cũng là để cho ngoại giới vô số người nghe tin đã sợ mất mật một vị tồn tại kinh không yêu hoàng có chút xoay người trên mặt thần sắc rất là khó coi ngươi người này tại sao lại tới lần trước không phải đã nói bắt hoang sơn mạch không hoang nên ngươi đối mặt không có sắc mặt tốt kinh không yêu hoàng lâm trường phong nhưng là trên mặt mang nụ cười một bộ tự như quen bộ dáng ta này không phải có chuyện muốn nhờ sao ngươi yên tâm ta tuyệt đối không làm khó dễ ngươi lần này chỉ cần tam giọt tinh huyết vừa nói lâm trường phong còn đưa tay ra chỉ làm ra cái tam thủ thế cái gì lại muốn ta tinh huyết kinh không yêu hoàng giận dữ sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó coi đứng lên lấy hắn mấy trăm ngàn năm qua tu dưỡng đã sớm làm được tâm cảnh không hề bận tâm đã cực kỳ lâu không có nổi giận rồi nhưng mà lâm trường phong thật sự là quá mức đáng ghét lần trước lúc tới sau khi liền ước chừng muốn hắn ngủ giọt tinh huyết lúc ấy còn bảo đảm sau này sẽ không trở lại vừa mới qua đi rồi mấy ngày cái này gia hỏa đáng ghét rốt cuộc lại tới hơn nữa còn vô liêm sĩ giống hơn nữa hắn muốn tam giọt tinh huyết thật coi yêu hoàng tinh huyết là cải trắng không được gần đó là hắn tổn thất một giọt tinh huyết đều phải một đoạn thời gian rất dài mới có thể hoàn toàn khôi phục như cũ nếu như đối phương là người bình thường kình không yêu hoàng đã sớm một cái tác để cho đối phương đi gặp diêm vương rồi nhưng mà đối mặt lâm trường phong kình không yêu hoàng nhưng là không có phân nửa muốn xuất thủ ý tướng người này thật sự là quá quá tài dị một thân thực lực mạnh vượt quá bình thường nếu như hắn là lâm trường phong đối thủ lần trước cũng sẽ không thỏa hiệp thấy lâm trường phong trên mặt cười hiếp mắt biểu tình kình không yêu hoàng liền hận không được xông lên cho đối phương một quyền tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả